Các bạn khán giả truyền hình thân mến, niềm đam mê, tình yêu với chơi bóng đã đưa chúng ta đến gần với nhau hơn. Và nơi đây, một sân vận động rất lộng lẫy, nơi sẽ diễn ra trận đấu rất đáng được chờ đợi, sẽ chính là nơi để chúng ta tận hưởng tình yêu đó, tình yêu dành cho chơi bóng. Chào mừng các bạn đã đến với kênh thể thao của đài truyền hình Fireback TV. Nhiều người cho rằng đội chủ nhà sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bóng đá không đơn giản là vậy. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Và biết đâu trận đấu ngày hôm nay sẽ xuất hiện những bất ngờ đó. Trận đấu đã được bắt đầu và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Họ cần phải thi đấu đột biến và cần sự tỏa sáng bởi những pha bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Một đường chuyền dài. Thủ môn đã buộc phải đấm bóng giải nguy. Chico rất bình tĩnh, rất nỗ lực, có thể dứt điểm. Cơ hội không thể vượt qua được thủ môn. Thủ môn đã rất xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Chuyền vào, dứt điểm. Không được. Eden Hazard. Phạm lỗi. Góc sút là khá rộng và có thể nói đây là tình huống khá nguy hiểm. Quả đá phạt. Phòng thủ rất hay, sẽ có một quả ném biên. Dứt điểm. Không được. Xavi. Thời gian của trận đấu đã trôi qua phút thứ 30. Hazard. Phản xạ rất tuyệt vời.
họ đang chờ Emerson không biết mệt mỏi. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Một pha phạm lỗi. Còn 5 phút nữa là hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Đọc tình huống rất tốt. Tạt vào trong. Phòng ngự rất chắc chắn. Một quả ném biên ở vị trí khá thuận lợi. Chuyền vào trong. Chuyền bóng tốt. Đường trong khe. Đó là câu trả lời đánh thép, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu trong những phút vừa qua. Bàn thắng mở tỷ số đã đến và có lẽ nó sẽ khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Khoai Bách để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng. Obetan. Chico. Đường chuyền chuẩn xác. Chuyền vào trong. Cơ hội tấn công. Chico. Anh sẽ làm gì đây? Trong một thế trận như thế này thì có thể phát huy hơn nữa những đường truyền từ cánh và trung lộ. Phối hợp khá đơn giản. Rất nỗ lực. Cơ hội dứt điểm. Các cầu thủ đang tỏ ra rất nôn nóng để tìm kiếm bàn thắng. Thiếu chút nữa thì hàng phòng ngự phải trả giá đắt khi cầu thủ này có được khoảng trống và tung ra cú dứt điểm rất nguy hiểm. Sự thay đổi người đầu tiên của trận đấu. Chặn bóng rất tốt. Để mất bóng rồi. Obetan. Tình huống chơi bóng vào trong. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi K cộng. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Flypatch, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Flypatch sẽ độc quyền giải đấu này. Obetan giữ bóng rất tốt. Ngoài kênh Flypatch TV, các bạn có thể theo dõi trận đấu này trên kênh Flypatch Cộng 1 hoặc Flypatch Phong Cách với chất lượng hình ảnh rất sắc nét.
các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Chuyền vào trong, pha cắt bóng rất tỉnh táo. Cơ hội phản công rất rõ ràng. Quân đường chuyền bóng dài. Max Hummer phạm lỗi. Sự thay đổi người thứ hai của trận đấu. Đây có thể là một cơ hội cuối cùng và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu sẽ có bàn thắng được ghi. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau của Fightback TV. This is a long-term match from the only ladies and gentlemen.